Đó, chạy ghê không? đường quá à. Không ấy coi không có cá kho luôn á. Trời tròn đẹp quá. Tại đây mình nuôi hai loại cá cả nhà. Thấy tượng với cá rồ. Tốt như đây. Đây cả nhà, cá giác. Cái tái này nó ngứa nha, nhưng mà mình ăn thì nó ngứa chứ mình giống như mình chà vô vô tay ngứa. Trái chín đã. Ở quê gì chứ trái giác thì đầy nhiều chỗ lắm. Đây cái trái nó hơi xanh xanh vậy á, nó đã không, cái trái hơi xanh vậy á là nó cũng vẫn chua nha, nhưng mà điều nó cái màu nó không đẹp bằng cái trái chín. À, bên đó quá trời luôn rồi mà hái được. Đang có đường vô vô không? Quá trời luôn. Trời ơi, trùm bự bự không cả. Mà không được nữa, nếu anh ở trong anh cũng đâu có thò tay được đâu anh hai. Nó chín rồi nè. Cầm thử, cầm cầm. Cầm bóc thử. Nè anh hai. Nè, giúp chùm nữa. Ồ. Rồi hái đi em rồi nha. Mới thấy chùm dính bự đâu này nè, ngứa đó, con trà nó ra là ngứa đó. Ừ, miếng chùm luôn nè, nè nè, ôi thở nước à, nó đọt đây kìa. Ừ, chứ ở đây chỉ cực hái nhiêu đây là đủ rồi. Chừng 200 gram. Chừng lần như vậy nữa là được rồi nè. Đây cũng có nè. Thiếu gì trái này nhiều. Chín nè. Hai chút xíu. 10 phút. Hết hồn rồi. Ồ, rồi tao dữ dằn lắm cái này. Kẹo luôn nè. Em bị dập hai trái nó tăng tăng rồi đó. Cái này nó ở trong anh em mình hái trái giác về rồi. Giờ xách chài xuống chài dưới đìa cả nhà. Đây. Đìa nhỏ thôi nhưng mà cá cũng nhiều ạ. Đây qua góc này quay. Đây, nhà có nuôi vịt nữa nè. Còn nhỏ nè. Nè anh Quang, cây hiệu quả nó như thế nào đây? Chạy ghê không? Đường quá à. Không ấy coi không có cá kho luôn á. Rồi cá tượng nhỏ rồi. Đó. Không có dễ ăn đâu. Trời tròn đẹp quá. Tại đây mình nuôi hai loại cá cả nhà, thấy tượng với cá rồ. Tại cái chài này hổm chài trần ngay mới được gắt.
Cá nuôi mà còn vậy đó. Cá nuôi đó chứ phải mà cá ngoài sông không nói. Vậy nhỏ xíu xíu à. Mà khôn lắm. Không thấy giải luôn. Chết rồi. Mà không dính cá vô con luôn ta. Đổi hướng rồi. Rồi dướng vũ cây luôn. Không rồi, không thấy không kha mà cả nhà, chắc phải lội kéo rồi cả nhà. Chưa. Cái này cái nữa thôi. Tại cái chài chạy cá nó cũng cũng ít mà cái chài gắt nữa. Nó chạy ra ngoài luôn kìa. Gắt lỗ nào nấy rồi. Mà cái tô. Trời không cái nhớt luôn. Hỏi thôi nó không dính cá vô con luôn ta. Lúng. Ủa hỏi mà loại kéo nó chạy dữ lắm mà ta sao chạy cái nó trốn đúng theo hay ha. Vô mé hết rồi. Sáng ngày cắt cây rồi ấy làm luôn. Thẳng thà đồ cắt cây bọn luôn. Rồi thất bại cái này, loại kéo cái này. Rồi xong rồi cả nhà. Rồi loại kéo rồi. Giờ dừng máy hai anh em mình lội kéo mới được chứ cũng không có ai quay. Đây cả nhà, sau một hồi chài anh em mình chài bắt không được rồi lội kéo được một con điêu hồng, một con cá dồn, mở dần thực luôn ha. Giờ Hoàng sẽ úp anh em mình kho lạc cái trái giác. Đây gỗ trái giác nãy anh em mình thấy. Anh em mình chiều gắn là kho lạc cũng làm lưng xương vài ly. Mà bữa nay có hai anh em buồn chứ. Quảng là mới dễ quá. Trời ơi nó gì nó thụ phấn thụ tinh gì tới 8 giờ lận. Quán giờ mưa tới 1 giờ. Thì có từ khi mưa lớn thôi nó mới không làm được thôi. Hai con nó có 3 kg mà. Cá chính rồi, giờ mình đổ tới gắt chưa? Gơ lại cái giáp chứ. Bốc mùi thơm. Thơm ghê luôn hả? Rồi 5 phút sau chiều anh em mình cũng làm lương xương vài ly mà cả nhà nha, gặp mưa lâm gông nữa. Đây có chỉ có ba anh em mình với bà xã ăn cơm, có rủ một bạn ở sớm biết có qua không. Lâu gặp quá nhỉ. Hello. Thôi cắt. Cắt ngồi cơm. Cái nào? Cái ngoài đây đi. Cái ngoài đây đi. Vậy mà nói được thiệt lắm. Rồi vô coi. Được không? Được, dâm đại đi. Ra, nhưng mà còn không ấy thì mình ăn luôn trái đó. Đây cái kén hả? Cái gỗ gao là hấp dẫn cả nhà. Không còn. Không cần. Nó ổn được không nữa. Rồi cái nhà đi Mỹ Tủ Tần Giang cái nhà ơi. Trời ơi qua đã. Vô. Vô. Mà cả nhà nha. Về đây mà uống này là mới đúng rồi. Ừ. Mồi này uống bia không thấy bia nhà cũng còn mà. Uống này uống đế mới ngon. Đây cái này uống bia hồi nấu tanh. Ăn đi. Chà cái gào cho phải sớt qua bển quá. Thẳng ra già lắm rồi. Sao em? Đó.
không ăn ướt gì có lấy về luôn đã. Ừ, ngon lắm bộ. Thật quá. Đại cá nhiều cá lắm. Hai con cá chắc cỡ mới gần đủ á. Gần 3 kg luôn hai con cá. Ừ. Chạy ra hoài không được, lậu kéo luôn. Mới vừa chỉ còn lại không phải cái cá. Đứa nào? Hả? Nhậu mới cưới với đứa nào? Đâu á. Ừ. Nhiều đoạn lạ chơi với em dễ chiếu về để nào buồn ăn nhiều hơn. Thôi sáng thăng sáng sạc rồi để nó qua cái cơn này. Dưới lì rượu muốn sạc á. Cái này thiếu rượu sạc chứ không phải là ở nhà có lì rượu sạc rồi nè. Cũng ê ngắt ra bớt cái chổi cái bản hồng. Em ăn cho cái nào chổi em ăn cho. Đó nó ghiêu ghiêu vậy nè, nó ghiêu ghiêu nó sôi lên, nó bớt lửa lại chút xíu, cái ghiêu ghiêu vậy đó, nhận rau ngon lắm. Cái nào đựng xương rồi? Hai năm sau, đựng sao luôn đi. Để em lấy không? Không. Thôi để em lấy rồi. Con nhau rồi. Mày nó không con mà. Đang ở dưới chờ. Bớt lại nè, cho nó ghiêu ghiêu thôi nè. Rau nuôi rồi vô, thấy thèm luôn. Rồi không ăn được riêng gốc đi qua không nhỉ? Rồi vậy. Nghe này có cái riêng không? Miếng. Em lấy liền giờ. Nè sao quên à? Dí cái gối đĩa rồi không biết về làm gì nữa nè. Em chôm rau luôn. Quên đâu? Em à. Chén nào chuyện quá được rồi ok anh ăn khỏi em là lấy anh cười nó nói mỗi lần anh ăn gì nguôi rồi anh tươi mẹ khỏi cái quen vậy ha. Ừ. Béo. Trời trời. À, mới uống mấy ly dạ điện à, cái xù xù gì đó. Mày lúc nào không vậy? Mày lúc nào cũng có lý do hết trơn. Mấy điện ở đó nghe tại. Vô chưa? Vô, làm khách này, tự thử nha, trễ quá. Nhìn xuống lên luôn không? Vô, vô, vô. Ăn hết đi tính nha. Nói gì chưa tao mày cầm tay xế ăn mày. Lại mới gửi cơm nhà nhậu cá mà đâu phải nhậu thịt nhậu lẩu gì đâu kìa. Tại cá đặc biệt gì còn gì. Qua lấy cái liệp nước thì giá dạ. Ơ sao sáng rồi cái liệp đó. Cái giá kì chua. Cái bữa này nãy quay đường. Chua đó phải không? Giờ nó đậu nó chín rồi. Nó mềm rồi đó, nó mềm nó chua. Phải thanh thanh, chua thanh thanh mới ngon rồi. Ừ. Đây ai chạy máy rồi chuyện cái xe ngon ha ừ. Làm xe nó kêu hoài nó bánh chua nó cháo hoài để ừ. Cũng ngon rồi mà thêm chắc thêm chắc còn có mới ăn nãy rồi còn quá ăn chứ. Ừ. Nó thiệt luôn á. Kho vậy ha. Đúng nè. Các bạn nè, ăn hoa ăn này. Quay về. Hoa ăn ngon lắm không? Tốt lắm á. Tốt không tốt rồi. Tôi tặng nè. Cần gì lá. Ừ. Nhẫn vô nè. Tốt bể gì vô nè. Ủa à. Được cá vô nè. Em muốn cá giác nhiều quá em dặm đây nè, nó chua chua đã đó. Con này vẫn chua chua. Tại đó là con nó còn xanh nó vừa chua cho chín nó chua dữ. Ừ. Nhưng mà tại vì nãy hơi trễ nó chua nhiều chứ.
ơi. Ủa. Nó hết chảo chua. Nó hết trái luôn mà đâu nữa. Chưa. Vô, vô. Lạ. Ngon em. Ngon ngon. Rồi. Ô. Ui. Bà bún rồi. Không trúng được rồi đó nha. Trúng rất mềm luôn rồi. Chúng mình khỏi để vô cũng được. Ừ. Ừ, nhận luôn. Nước cháy của tao còn xài được. Dạ. Yeah. Cái đầu có vụ tự động. Ai uống nó để vô cái gì khỏi ăn. Ừ. Nói là tóc mà em để ra. Nóng hả? Không trúng không ra. Cút nước vô vậy? Ngon hen, nước ngon nó cút nóng mà nóng hen. Còn có cái đồ hộp không nè? Ừ. Có cái hộp, có cái dầu. Anh thấy ăn hết gỗ này đây, hết nóng. Được rồi, chưa? Được rồi, chua ngon quá vậy. Cái giác ngon không? Dạ ngon, được rồi, chua ngon. Ừ. Bây giờ cái nước ngon rồi đó. Cái gà. Nước gà chua, chua chua. Cái này mà nó bị chua, nó nhúng vô đã nè. Ừ, mai chua, mai chua ngon. Mai 7-5-9 mới. Cái giá đó. Bữa nay mình sẽ cỏ trái tên. Ở nó bầu nguyên bàn gạo luôn. Một chương. Bị rút rồi. Một chương, anh ở đó anh ngâm một kèo. Anh lên anh đốn về gần trà. Anh đạp anh ngâm đã rồi. Rồi nghe người ta nói bỏ luôn. Uống thời gian. Không, không, không. Hôm nay có người chỉ hầu đậm đỉnh ngâm đủ. Để bị rút. Dạ. Đó con cắt cái đường. Dinh dinh vừa nước đó. Vừa dinh vừa nước đó là la luôn. Con cắt con chặt về đó, hồi đó kêu uống cái đó trị nhức mỏi đó, con cũng có uống luôn. Thì nó chát chát, cái nghe người ta nói uống sau này nó bị một xương một gì đó, con bỏ luôn. Rồi ra hôm nay có người ta chỉ hữu thì bị gút. Gút phải không? Nó vậy, gút giờ chỉ nó ăn lòng heo, nội tạng heo. Đâu đâu là bò đó ha. Chó đó ăn mỡ chài rồi vô. Càng nhiều càng tốt. Đi luôn á. Thịt chó mà không bị, mà hỏi em quốc có mấy miếng phèo heo xào đâu về nó phụ giò nhất cũng được. Ừ. Với phèo heo á, ăn có 4-5 miếng mà nó nhất. Mà thịt chó, thịt chó ăn bị 4-5 miếng thèo hả? Ừ. Thèo xào với hẹ, 4-5 miếng mà nó trời đất biết luôn. Ngon. Tìm bỏ ấy đâu vô tìm nè. Vô cá lại nè. Cười mới chịu rồi. Vô. Rồi, mà mình, anh em mình mời cả nhà đi để nữa kết thúc video cả nhà. Dạ. Mày nhậu ngon quá.